Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực đến từ đại dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận đã xây dựng phương án sản xuất hiệu quả, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm đơn hàng mới. Việc nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp đã giúp Bình Thuận giữ vững xuất khẩu. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu ngày càng khó tính và nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ chủ động nguồn nguyên liệu, mở rộng quy mô, đầu tư nhà xưởng, cùng với nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, nên kim ngạch xuất khẩu của công ty này vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ. Chúng tôi là đã tập trung được là những cái sản phẩm phụ, những sản phẩm mà liên quan tới vấn đề xuất khẩu của tụi tôi. Trước đây tụi tôi gia công ở Bình Dương và Đồng Nai, là chúng tôi hiện nay đang tập trung sản xuất tại nhà máy để không có bị ảnh hưởng đến cái việc là chậm cái đơn hàng xuất khẩu. Thủy sản, một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Bình Thuận, trong 10 tháng năm 2021, trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhất là hai cảng lớn là thị xã La Di và thành phố Phan Thiết phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch trong thời gian dài, đã khiến hàng ngàn tàu thuyền phải nằm bờ, dẫn đến nguồn cung nguyên liệu bị giảm sút. Ngoài ra, việc khai thác vận chuyển thủy sản cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, trái với sự sụt giảm hoạt động xuất khẩu của nhiều mặt hàng thủy sản cả nước, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Bình Thuận vẫn giữ được đà tăng trưởng với giá trị gần 132 triệu đô la Mỹ, tăng gần 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ sự hỗ trợ hướng dẫn của các ban ngành tỉnh Bình Thuận, nên mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu. Hiện công ty vẫn đang nhận được các đơn hàng ổn định từ thị trường Nhật và những thị trường khác. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid để tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như các đơn hàng xuất khẩu của đối tác. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động nguồn nguyên liệu, bảo đảm duy trì sản xuất, đồng thời đầu tư cải tiến trang thiết bị kỹ thuật cũng như nâng cao chất lượng và mẫu mã hàng hóa, nên đã có được nhiều đơn đặt hàng từ các thị trường mới. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định. Cụ thể, 10 tháng năm 2021, xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận ước đạt gần 472,5 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức các hội nghị kết nối trực tuyến với nước ngoài, với các đối tác nước ngoài cũng như là kết nối với lại những cái tỉnh thành phố trong cái việc hợp tác và sản xuất cũng như là thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời cũng thường xuyên thông tin những thị trường, nhất là thị trường biên giới phía Bắc cũng như là những cái chính sách, những cái quy định của các hiệp định tự do mà Việt Nam đã ký kết để các đơn vị trong tỉnh là tận dụng để mà phát triển xuất khẩu. Hai tháng cuối năm 2021 đang đặt ra những thách thức cho xuất khẩu của Bình Thuận về nguồn nguyên liệu, nhất là lĩnh vực chế biến thủy sản và may mặc. Đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nỗ lực vượt khó, tích cực đảm bảo nguyên liệu đầu vào, kết hợp những biện pháp quản lý tốt về chất lượng sản phẩm, gắn với tăng cường xúc tiến thương mại, năng động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA, để hoàn thành chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021, đồng thời giữ vững các đơn hàng mới cho năm sau.